trong khi tao làm lụng cực khổ, tao chạy xe từ đây qua tới Đồng Nai để tao chở khách đi, tao kiếm được có mấy trăm ngàn thôi, là nó vô đây nó chơi với mày, đi nhà nghỉ, đúng chưa? Là mày nghĩ nó tốt hay tao xấu? Nó nói là tao xấu, tao nhắn tin con này con kia nên nó mới đi nhà nghỉ với mày, mà giờ tao bắt được ở đây rồi thì mày nghĩ ai xấu? Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt tại trận vợ đi với người đàn ông khác trong một nhà nghỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù phải chứng kiến cảnh khó coi, thế nhưng người chồng không đánh ghen theo kiểu động tay động chân, mà chỉ đứng tâm sự, giải bày hết những bức xúc của mình. Người quay lại clip ghi lại vụ việc cũng chính là người chồng đang bị cắm sừng ấy. Trong đoạn clip, anh chồng nói mình đã biết vợ ngoại tình từ lâu nhưng vẫn bỏ qua, đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình. Người vợ dù rất được chồng chiều chuộng, thế nhưng vẫn cố tình qua lại và nhắn tin cho nhân tình. Mày nói tao không thương nó nghĩ vậy nó nói với mày nghe đúng không? Chứ mày làm sao biết tao, đúng không? Thầy tao nghĩ cho mày nghe. Mày nói vậy nè, em ơi nhớ uống thuốc đúng giờ, em uống đi, uống chưa, đúng không? Là nó nghĩ mày yêu nó, mày quan tâm nó. Nhưng mà mày chỉ là cái lời nói thôi. Còn tao nè, nó bệnh ai? Nó bệnh là tao đi mua thuốc cho nó, hay tao chở đi khám bệnh, hay tao lấy thuốc cho nó, đúng không? Rồi tao về tao phải lo bôn ba cuộc sống, tao làm ngày làm đêm để đem tiền về nuôi cái gia đình này. Mà nó nghĩ là tao không thương nó. Còn mày chỉ nhắc nó uống thuốc thôi là nó nghĩ mày quan tâm nó. Anh chồng tự nhận mình không biết nói lời ngon ngọt có cánh để thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình như gã đàn ông kia. Về phía người vợ, thấy chồng nói liên tục cãi lại. Thậm chí, cuối đoạn clip còn đòi về nhà dọn đồ và chăm con. Tao biết được á, là tụi bay đi vô đây rồi, hiểu không? Tao biết được tụi bay vô đây rồi nè. Tao đau lòng với nó từ thứ ba tuần trước. Tao rất đau lòng là tụi bay đi nhà nghỉ rồi. Thì nhưng mà tao vẫn mở con đường để tha thứ cho nó quay về. Tao nói em có bồ hả? Nó son sỏn nó cãi, nó chửi tao như luôn. Đến nỗi hàng xóm nghe, hàng xóm còn ngại của tao, phải nhắn tin xin lỗi em. Tao nói mày nếu như địa vị của tao là mày đối ngược với nhau đúng không? Tao vô đây chắc tao ăn đòn no rồi. Nhưng mà tao nãy giờ vẫn nói chuyện lịch sự với tụi bay. Nó bây giờ đã không còn đường về với tao rồi. Mà nó ngu vậy nè, Nếu như nó nói vậy nè, em không ở được với anh nữa đúng không? Hay là không hợp với nhau vậy đó. Thì nó nói giờ mình chia tay đi. Tao cắt với nó, nợ nần tao cắt với nó, tài sản tao cắt với nó, xe cộ gì đó, cho nó hết. Mày nói mày không thương tao nữa, mày thương nó thôi, đúng không? Thì tại sao mày không nói với tao một tiếng để mày chia tay với tao đi, rồi mày ở với nó tự do không? Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy tức giận thay cho người chồng, phần lớn đều dành những lời không mấy tích cực về phía người vợ. Còn bạn nghĩ sao về hành động đánh ghen của anh chồng tội nghiệp này?